nói cho mày biết nha. Sớm này là sớm an ninh nha. Mày mà vô đây ăn trộm cắp mày chết cho tụi tao á. Đừng có tưởng nha, sớm này hả? Coi vậy chứ đề cao cảnh giác lắm á. Ông bị điện giật quá, ông sẵn rồi trời ơi, ngồi xuống. Anh nói chuyện với ai vậy? Ông chửi ai vậy? Chửi cái thằng ăn trộm với ai? Trời ơi, nó đứng bên đây nè. Tao nói cho mày biết nha. Làm gì em bóc lột anh nói vậy? Bóc lột gì vậy? Thì anh tự nguyện cho bóc lột có được chưa? Ông á nha, tối ngày làm ba cái đồ điện dởm đi để hả người ta xài á bị giật á rồi ông ở tù nha. Thấy không, tối ngày chù cho tôi bị cái này bị cái nọ không à, có ngày á tôi bị điện giật chết luôn cho bà vừa lòng. Hay gì trả kêu. Dạ chào anh chị. Uống nước hả cưng? Vô ngồi đi cưng. Cưng gì trời ơi, chịu phải thôi, cái mặt người ta già vậy mà một cái mặt cưng. Uống gì hả ông cụ? Kêu anh chị lịch sự. Dạ kêu bằng cưng rồi, đúng rồi, em còn nhỏ hiếu à. Dạ dạ anh chị cho em hỏi thăm, anh chị biết nhà bác Tư của em ở đâu không? Bác Tư nói là em ở khu này nè. Bác Tư có địa chỉ không? Dạ bác Tư nói ở khu này thôi à. Dạ. Có bác Tư có khu này có bác Tư. Dạ, nhưng mà dạ. Chắc giờ này là không ai ở nhà hết, đi công chuyện hết rồi. Không em ngồi đây uống nước đi chợ. Dạ dạ dạ. Uống mãn cầu nha. Uống mãn cầu tốt cho sức khỏe lắm á. Dạ gì cũng được anh. Ở trọng á còn cái trái mãn cầu sắp thúi á, để tôi bán cho thấy hay không? Quá đáng thiệt luôn. Dạ cái gì chút cái bác Tư em có nhà, cái chị dẫn em qua nhà bác Tư em giùm nha. Rồi ủa mà em là sao với bác Tư vậy? Dạ em là cháu bác Tư. À dạ em ở dưới quê, quê em Sóc Trăng á. Em tên là Tô Sơn Tường. Thôi cái tên gì mà vui vậy, vừa dạ. Tô mà còn vừa sơn nữa. Dạ tại hồi xưa gia đình em nghèo lắm, ba má em ở nhà lá không à. Cái lúc mà sanh em ra ba má em ước mơ có một cái nhà tường bự cho nên đặt em là tên Tô Sơn Tường. À vậy à. Dạ tên nghe vui vui ha. Rồi giờ có nhà tường chưa? Dạ có rồi, có biệt thự luôn. Trời ơi cái gì hả? Mà biệt thự của người ta, ba má em làm mướn. Mặt tớ xấu nói chuyện cái gì sợ luôn. Uống nước đi, uống nước đi. Dạ cảm ơn anh. Mãn cầu tốt sức khỏe lắm á. Dạ. Ê. Alo. Ủa anh tới rồi hả? Rồi chị ra lấy liền. Em ra lấy bánh mì nha. Đạo quá. Uống gì ghê hả? Dạ tự dưới quê lên á, giờ vừa đói rồi vừa khát nữa. Gặp này anh làm ngon quá, rút hết cái luôn cho đã. Anh còn không? Cho em ly nữa đi. Còn. Ê bánh mì phô mai chạy tới rồi đây. Về rồi hả em? Thơm quá. Ngon quá. Không hỏi luôn. Bánh mì phô mai tan chảy. Ủa gì vậy? Gì nhìn quá vậy? Y như cục gạch vậy. Anh nghiêng ra coi nó chảy phô mai không? Có chảy gì đâu. Ủa kỳ á. Ôi em ơi, em bị người ta gạt rồi. Cái này bánh mì tầm bậy tầm bạ chứ phô mai đang chảy gì đâu. Trời ơi, nó dám gạt em hả? Mèn ơi, tốn hết trời. Đây, để em chụp hình lại. Em comment vô Facebook của nó cho nó dẹp tiệm cho luôn. Cho nó dẹp tiệm nó luôn đi. Làm ăn kiểu này chết rồi. Trời. Cái gì vậy? Nó lóc Facebook em luôn rồi. Ơi em bị lừa rồi thiệt, trời ơi già đầu rồi mà bị nó gạt nữa. Ủa chị, cái này bánh mì á hả? Chứ lẽ gì? Bánh mì phô mai chảy. Ngon không? Ngon gì mà ngon. Bánh mì ngon lắm. Ngày nào tôi cũng ăn mười mấy hai chục ổ hết trơn trời á. Ôi nhà mê món này lắm. Mà món này là chỉ có thành phố mới có thôi, dưới quê đâu có đâu. Ừ đúng rồi, em cũng nghe cái tên lạ lắm, ở dưới quê không có nghe. Bộ ngon lắm hả? Ngon lắm. Em ăn thử không? Dạ em cũng muốn ăn thử cho biết. Nhượng lại luôn á. Nhượng lại luôn hả? Ừ. Ăn đi. Chị em ăn nha. Ừ ừ. Thấy tụi mày ăn lưỡi ghê không? Dụ nó ăn luôn. Thấy chầm bà là số 1. Trời ơi. Ê,
Nó ăn cái ổ bánh mì đó với nó uống sinh tố quá chắc nó không phát hiện ra cái ổ bánh mì hay ghê đâu. Gì? Sinh tố? Mà ăn cầu thúi. Ôi ôi, nó ăn hết luôn kìa. Ơ, em ơi, uống hết ly đó luôn đi, cho dễ tiêu. Dạ. Sáng đi xe không ăn cái gì, chứ không uống gì vậy, giờ ăn no rồi, ngon quá. Ừ, thoải mái đi nha. Nó ăn bánh mì ghê, với bạn cầu thúi. Gì vậy? Gì em? Anh chị ơi. Hả? Nhà mình có cầu tiêu không? Trời ơi, lộn luôn rồi, tôi mới nghe cái từ này á. Đánh lộn quá trời. Đánh lộn. Ai đánh lộn? Ai quýnh lộn vậy? Trong bụng em đánh lộn. Đi thẳng em. Đi thẳng quẹo trái. Ừ. Dạ. Sao đi chậm vậy? Em không dám bước bự. Công nhận hai vợ chồng mình thâm hiểm thiệt. Thân không thân đâu mày? Cái gì vậy? Cả anh à. Làm gì vậy? Cái đồ bán đồ tập bậy tập bạ không à. Mới bỏ cái vô cấm điện cái bây giờ cũng banh xác luôn hả? Sao kỳ vậy ta? Lần trước là cái đồ xây dựng tóc em chưa nói rồi, bây giờ còn vụ em cái này nữa. Tôi nhớ sữa ngon lắm rồi mà. Con làm gì? Xài nó được gì đâu. Thôi được rồi, bình tĩnh, có gì để anh bảo hành cho em. Không bảo hành gì nữa trơn á. Anh bảo hành cũng là mấy cái đồ lấp ráp cho anh sửa lại thôi. Bây giờ trả anh lại 200 ngàn đi, em không lấy nữa. Trời ơi, mua đồ ở đâu phải có chế độ bảo hành mà. Em đi ra mua ngoài mấy cửa hàng điện máy như vậy mà. Bảo hành khác chứ, anh lấy đồ này, anh lấp đồ kia, lấp đồ tầm bậy tầm bạ mà xém chết luôn rồi. Lấp cái gì giờ phải cho anh coi kiểm tra làm sao. À, em biết, em không có lấy nữa. Trả lại tiền đi. Cái này phải máy xay sinh tố không anh? Đúng rồi, máy xay sinh tố tốt lắm á. Trời ơi, trả tiền đi. Cái này mắc tiền không? À, cái này hả? Nghe, qua đây. Đây. Đợi anh xíu nha. Ừ, anh em sớm viện có gì từ từ nói. Làm gì la âm sùm vậy? Ai không chứ tự nhiên cái. Bây giờ cái này trả lại không có được đâu. Ê qua dụ thằng đó mua đi. Mua ai? Mua máy này hả? Được không? Nó ngu lắm. Ở quê lên đâu có biết gì đâu. Qua dụ nó đi. Phải không? Dụng gạt luôn á. Anh Bảy. Dạ em thứ hai. Thứ hai hả? Dạ em con lớn trong nhà, không phải thứ bảy. Dạ anh tưởng rồi. Dạ. Thích máy này không? Máy đẹp quá à. Máy đẹp lắm luôn á. Dạ. Muốn có nó không? Muốn chứ mà đâu có tiền đâu mua. Trời ơi, dưới quê em mấy nhà giàu á mới có được cái máy này á. Nói nghe nè, tại vì cũng tâm sự thẳng với anh luôn. Em ở nhà tới 5-6-7 cái máy này lận. Thôi mà không xài nó dư. Cho nên là bây giờ mà cho người ta thì sợ người ta ngại, tao không lấy. Cho nên là muốn thanh lý rẻ lại mà. Bán rẻ lại hả? Bán rẻ, rẻ lắm. Má không anh? Năm sĩ à? Hey! Ổng giỡn á, cái này có 200 à. 200 à hả? Thôi, bán 200 thôi. Trời ơi, rẻ vậy? Dạ, đồ ngon lắm nè, đồ lấp láp là. Trời ơi, này, ở dưới quê người ta mua 700-800 ngàn á. Thì dưới quê là người ta bán mát, còn trên Sài Gòn đây là em á, nhà có điều kiện đúng không? Nhiều quá, bán thanh lý rẻ cho anh xài mà. Bán rẻ em 200 à? 200. Ừ, lấy xài đi. Nè, bán rẻ nha. Dạ, 200. Nhưng mà có anh chị làm chứng nha, anh bán em 200 nha. Trời ơi, rồi để anh chị làm chứng cho. Chị, trong quán chị có cái trái gì không? Em bỏ vô em xay thử coi. Thôi được rồi, để tôi biểu diễn cho. Dạ. Trời ơi. Mình mua đồ mình phải thử đúng không ạ? Dạ đúng rồi, phải thử dạ. Chứ. Gắn vô nè, bẻ qua cái vô cái vô cái ngàm, hiểu không? Nghe cái cốc là được không anh? Ừ. Cái phích nè. Cắm vô đây đơn giản thôi. Đó. Nó có ba cái nút nè. Dạ. Mình chỉ dặn này là số 1, này số 2, hiểu không? Dạ. Dặn lên cái này. Đừng em lên đi. Alo, Thiện Thục hả? Em qua quán của chị gấp đi. Có một cái thằng lừa đảo, nó vô quán chị nó ăn uống xong rồi nó không trả tiền, nó quậy banh quán của chị nữa. Nè, quan trọng nhất á là nó nói nó là bà con gì với bác Tư á. Ừ, em qua liền đi, tự nó cho vậy. Đứng lại. Ông tính bỏ trốn đúng không? Ông khai thiệt đi.
ông ở đâu tới? Muốn vô sớm tôi ăn trộm phải không? Em đâu ăn trộm gì đâu, em là cháu Bất Tư thiệt mà. Mày lừa đảo mà mày còn cố tình nói tên Bất Tư hả mày? Lấy danh dự ai không lấy, dám lấy tên má tao ra hả? Coi chừng á hả, Bất Tư của nó cũng họ lừa tên đảo á. Ê, mày lôi nguyên dòng họ lừa đảo mày ra đây nha, tao đưa lên công an hết. Tao nói cho mày biết nha, sớm này là sớm an ninh nha, mày mà vô đây ăn trộm cắp mày chết cho tụi tao á. Đừng có tưởng nha, sớm này hả, coi vậy chứ đề cao cảnh giác lắm á. Ông bị điện giật quá, ông sẵn rồi, trời ơi, ngồi xuống. Ủa, anh nói chuyện với ai vậy? Ông chửi ai vậy? Chửi thằng ăn trộm với ai? Trời ơi, nó đứng bên đây nè. Tao nói cho mày biết nha, cái sớm này là sớm an ninh, không có vô đây mà lừa đảo trộm cắp được nha. Tất cả mọi người ai cũng đề cao cảnh giác hết, không có chuyện đó xảy ra tại khu phố này nha. Đừng hòng nha, đừng có giỡn mặt với mộng thường này nha. Trời ơi, ông sản rồi, ngồi đây tôi mất ra cho. Chị ơi, cứ đưa anh đi bệnh viện đi chị. Gì vậy, đưa đi bệnh viện cái gì hả? Thân mày lo không xong, mày đặt lo cho người ta tốt bụng quá ha. Đưa đi bệnh viện đi, mày có cơ hội mày trốn đúng không? Dạ đâu có. Đưa lên phòng. Bác Tư cứu con, Bác Tư ơi. Mấy người đã hiếp con rồi, Bác Tư ơi. Ủa? Sao vậy tụi con? Sao anh hiếp nó vậy? Ủa, là sao? Ủa, Bác Tư là sao? Bác là... Chào bạn. Ủa, đây là cháu Bác Tư hả? Ừ. À, cháu Bác Tư vậy à, Bác Tư ơi. Chắc hiểu lầm á, tụi con tưởng ăn trộm ăn cướp thì tính bắt lên phường thôi à. Cái gì vậy? Tự nhiên á, Bác Tư, mà đi kêu Bác Tư, ai biết đâu. Đâu có, cái này là Bác Tư của em nè. Bác Tư sao? Bác Tư là bác ruột của em đó. Bác Tư là ở dưới quê là Thứ Tư, còn tên của bác là Tô Tự Tứ. Đúng rồi. Còn em là Tô Sơn Tường, cháu của bác à. Trời ơi, mấy đứa bay sao hung dữ quá trời quá đất à. Ông là đồng bọn của nó phải không? Bắt hai người lên vườn luôn. Ừ trời ơi. Mày đưa chồng mày về chữa bệnh đi trời. Dạ ông bị điện giật sản rồi Bác Tư ơi. Xuống. Ôi thiệt tình á, nó là cháu tao. Dạ. Nó hiền lắm. Dạ thì tụi con cũng hiểu lầm thôi, tưởng nó lừa đảo. Dạ chứ nó có... Con muốn an toàn cho sớm mình thôi à. Dạ, đúng. Thôi đúng giờ không có chuyện gì nữa rồi thôi. Con có sao không? Con ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lo? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ dưới chén quét